Alhamdulillah. Alhamdulillah wahda was salatu was salamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudaihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ba Duc đầu tiên của iman tức đức tin trong Islam là niềm tin vào Allah Subhanahu wa ta'ala. Và trong niềm tin vào Allah, người muslim phải tin vào những tên gọi và thuộc tính đẹp đẽ của Ngài. Trong Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala đã tiết lộ một số tên gọi của Ngài, chủ yếu để đám bề tôi của Ngài hiểu Ngài là ai. Và trong Sunnah, thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam cũng cho chúng ta biết một số tên gọi của Allah để chúng ta biết và nhận thức về Ngài một cách đúng đắn. Việc học và ghi nhớ tên của Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ giúp người Muslim khẳng định cách chính xác để tin vào Ngài không có gì thiên liêng và may mắn hơn là hiểu được các tên của Allah Subhanahu wa và hướng về ngài thông qua các tên tốt đẹp của ngài. Một người làm sao có thể thờ phượng, yêu mến, kính sợ và tin cậy Allah, Thượng đế của anh ta nếu như anh ta không biết ngài là ai? Wa lillahi al-asma'ul husna fad'u biha. Allah có các tên gọi tốt đẹp nhất, bởi thế các ngươi hãy cầu nguyện ngài với tên gọi đó với những tên gọi đó chương 7 al araf câu 180 Allahu la ilaha illahu al asmaul husna Allah là đấng mà không có thượng đế đích thực nào khác ngoài ngài ngài mang những tên gọi tốt đẹp nhất chương 20 mươi taha câu 8 hu al khaliqul bariul musawir al asmaul husna ngài là Allah đấng tạo hóa đấng khởi sự đấng ban hình thể Ngài có những tên gọi tốt đẹp nhất, Chương 59 Al-Hashar câu 24. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa nói: Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Allah có 99 cái tên, tức là 100 trừ 1 và ai biết chúng sẽ vào thiên đàng. Hadith do Bukhari ghi lại. Và trong Sahih uh, Muslim, thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam nói: "Lillahi tis'atun wa tis'una isman, man hafizaha dakhala al-jannah, wa inna Allah witrun yuhibbul witra Allah có 99 tên gọi, ai ghi nhớ chúng sẽ vào thiên đàng. Quả thật Allah là witr, tức một số lẻ, tức Ngài là độc nhất và Ngài yêu số lẻ. Các học giả nói rằng, các ulama nói rằng, ý nghĩa của việc biết và ghi nhớ các tên gọi của allah là học và suy ngẫm về ý nghĩa của chúng rồi hành động theo và họ nói rằng các tên gọi của allah sẽ trở thành một trong những phương tiện để một người thờ phượng allah một cách đúng đắn để tôn cao ngài tuân theo mệnh lệnh của ngài dân lời thiên sứ của Ngài Sallallahu Alaihi Wasallam và để có sự thận trọng đối với những gì Ngài và sứ giả của Ngài đã ngăn cấm. Đó là ý nghĩa của việc biết và ghi nhớ các tên gọi của Allah Subhanahu Wa Ta'ala mà thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam đã nói trong hai hadith mà chúng ta vừa nghe. Và từ hai hadith chúng ta vừa nghe một câu hỏi được đặt ra là các tên của Allah chỉ giới hạn trong 99 tên được đề cập trong hai hadith đó có phải vậy không? Câu trả lời là các tên gọi của Allah subhanahu wa ta'ala không chỉ giới hạn trong số lượng 99 tên như vậy. Như đã được đề cập trong hadith mà các tên của Ngài subhanahu wa ta'ala nhiều hơn con số đó. Bằng chứng cho điều này là hadith do Ahmad ibn Hibban và Al-Hakim ghi lại. Và đại học giả chuyên về hadith Al-Albani xác nhận là hadith sahih rằng thiên sứ của Allah subhanahu wa ta'ala đã nói Mà asaba ahadan qatr hamma <mà> wala hazan fa qala allahumma inni abduka nabi muhammad sallam nói rằng bất cứ khi bất cứ ai mà khi gặp chuyện lo lắng và buồn phiền người đó nói allahumma inni abduka ابن عبدك ابن أماتك ناصيتي بيتك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري và giải lỏa huzn và ذهب همmi. إلا Maybe nói, người nào nói cái dua này thì Allah Subhanahu wa ta'ala chắc chắn sẽ xua tan sự lo lắng và buồn phiền của người đó và thay thế nó bằng niềm vui. Và có lời đã hỏi thiên sứ mà sallallahu alaihi wasallam. Thưa thiên sứ của Allah, chúng tôi phải học lời dua này. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Đúng" đúng vậy những ai nghe được lời dua này nên học lấy nó thì cái nội dung của cái lời hadith cái lời dua mà là bây giờ chúng ta trong cái hadith này đó là lấy Allah bề tôi là tôi tớ của ngài con của tôi tớ của ngài con của người hầu gái của ngài chùm tóc trên trán bề tôi ở trong tay của ngài những gì ngài ra những gì xảy ra cho bề tôi đều là sự định đoạt của ngài và những gì ngài an bài cho bề tôi đều là công lý của ngài với mọi tên gọi mà ngài đã đặt tên cho chính mình hoặc đã dạy nó cho bất kỳ tạo vật nào của ngài hoặc tiết lộ nó trong kinh sách của ngài hoặc bảo tồn nó trong kiến thức về những điều vô hình ở nơi ngài Bệ tôi cầu xin Ngài làm cho bệ làm cho Qur'an thành mùa xuân trong trái tim của bệ tôi, thành ánh sáng trong lòng ngực của bệ tôi, thành điều xua tan nỗi buồn của bệ tôi và thành thứ giải tỏa lo lắng của bệ tôi. Thì đó là nội dung của cái lời du'a. Thì giảng giải ngắn gọn nội dung của lời du'a này như sau. Lời của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bệ tôi là tôi tớ của Ngài, con của tôi tớ của Ngài con của người hầu gái của ngài có nghĩa là người dua thừa nhận do Allah Subhanahu wa ta'ala rằng mình là tạo vật của ngài y và cha mẹ của y cũng như người nói chung mọi người nói chung đều là đều cần đến ngài và lệ thuộc và lệ thuộc vào ngài lời của Nabi Sallam nói trùm tóc chùm tóc trên trán của bề tôi trong ở trong tay của ngài có nghĩa là nó thuộc về quyền chi phối của ngài ngài muốn chi phối bề tôi theo cách nào và như thế nào là tùy ý ngài nó thuộc quyền của ngài và chỉ có ngài mới có thẩm quyền lời trong đùa những gì xảy ra cho bề tôi đều là định đoạt của ngài có nghĩa là những gì ngài đã định sẵn cho bề tôi sẽ không bao giờ thay đổi vì đó là phán quyết về định đoạt của ngài và lời trong Tùa A và những gì Ngài an bài cho bề tôi đều là công lý của Ngài. Có nghĩa là bất cứ điều gì Ngài an bài cho bề tôi về sức khỏe, bệnh tật, sự giàu nghèo, cuộc sống thuận lợi hay khó khăn đều là công lý của Ngài, không có sự bất công. Và lời với mọi tên gọi mà Ngài đã đặt tên cho chính mình có nghĩa là với mỗi một trong những cái tên đẹp nhất của Ngài mà Ngài đã đặt tên cho chính Ngài. Hoặc hoặc là âm um, và lời hoặc đã dạy nó cho bất kỳ tạo vật nào của Ngài. Có nghĩa là hoặc với mỗi tên gọi mà Ngài đã dạy nó cho ai đó trong số tạo tạo vật của Ngài. Chẳng hạn như các vị Na Bi, các thiên thần. Hoặc tiết lộ nó trong kinh sách của Ngài. Có nghĩa là hoặc với mỗi tên gọi mà Ngài tiết lộ nó trong các kinh sách được ban xuống cho các vị thiên sứ, các vị Na Bi của Ngài hoặc bảo tồn nó trong kiến thức về những điều vô hình ở nơi ngài có nghĩa là hoặc với mỗi tên gọi mà nó thuộc về kiến thức riêng biệt về những điều vô hình ở nơi ngài và ngài đã không tiết lộ nó cho bất kỳ ai và điều này cho thấy rằng những cái tên đẹp nhất của nó không giới hạn trong một con số cụ thể nào về lời của Nabi Sallam trong một đùa B tôi cầu xin Ngài làm cho Quran thành mùa xuân trong trái tim của bề tôi Có nghĩa là B tôi cầu xin Ngài biến Quran an thành niềm vui và hạnh phúc trong lòng của bề tôi tức hãy làm cho bề tôi yêu thích Quran, an hãy làm cho bề tôi thích nghe và làm theo Quran. an và lời của nabi sallam trong cái lời dua thành ánh sáng trong lòng ngực của bề tôi có nghĩa là bề tôi cầu xin ngài biến Quran thành ánh sáng trong lòng của bề tôi để bề tôi có thể phân biệt đúng sai và phúc tội và thành điều xua tan nỗi buồn của bề tôi và thành thứ giải tỏa lo lắng của bề tôi. Có nghĩa là xin Ngài biến kinh Quran làm phương tiện giải tỏa sự buồn phiền và lo lắng của bề tôi bởi vì Quran là một phương thuốc chữa bệnh và giải tỏa sự lo lắng tốt nhất. Thì đó là nội dung ý nghĩa của lời dua mà thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã dạy chúng ta đọc nó khi tâm trạng khi nào tâm trạng của chúng ta buồn phiền, khi nào chúng ta cảm thấy lo lắng. Và thông qua nội dung ý nghĩa của lời dua này thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam của chúng ta đã khẳng định với chúng ta rằng các tên gọi của Allah không giới hạn không trong một con số cụ thể nào như đã được giảng giải mà chúng ta vừa nghe. Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah đã nói về hadith này trong uh, Al-Fatawa. Điều này, ông nói, điều này cho thấy rằng Allah có hơn 99 cái tên. Imam Al-Bayhaqi đã nói, chương giải thích rằng Allah có những tên khác và câu nói của Nabi Sallam, Allah có 99 tên gọi không phủ nhận những tên khác. Imam An-Nawawi Rahimahullah nói, các học giả đều đồng thuận Điều đồng thuận rằng hadith này tức là hadith mà thiên sứ của Allah đã nói Allah có 99 tên gọi không mang ý nghĩa rằng các tên gọi của Allah chỉ giới hạn trong số lượng này vì vậy điều đó không có nghĩa là Allah không có tên nào khác ngoài 99 cái tên này ý nghĩa của hadith chỉ muốn nói rằng 99 cái tên này bất cứ ai biết và ghi, ghi nhớ chúng sẽ vào thiên đàng và vì lý do này trong hadith khác tức hadith được trình bày ở trên Bài. thiên sứ của lô lam nói với mọi tên gọi mà ngài đã đặt tên cho chính mình, hoặc đã dạy nó cho bất kỳ tạo vật nào của ngài, hoặc tiết lộ nó trong kinh sách của ngài, hoặc bảo tồn nó trong kiến thức về những điều vô hình ở nơi ngài. Học giả Al qutubi cũng đã nói tương tự như vậy trong Al mufhim Học giả Ibn Al battal Uh, Al-Batal -Al 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 đã trích dẫn lời của Al-Qadi Abi Bakr Ibn At -At -At Tayyib Người đã nói Hadith không phải là bằng chứng khẳng định Rằng Allah không có bất cứ tên gọi nào khác ngoại trừ con số này Mà thực ra ý nghĩa của Hadith là Ai biết và nghi nhớ Ai biết và ghi nhớ chúng sẽ vào được thiên đàng Và điều đó cho thấy rằng hầu hết chúng ta Hầu hết những cái tên gọi đó là thuộc tính và thuộc tính của nó vô tận. Khi được hỏi về một người đã cho rằng không được phép cầu xin Allah ngoại trừ 99 cái tên của Ngài và anh ta không nói ôi đứng hành nan, ôi đứng mình nan. Và anh ta cũng không nói hỡi đấng hướng dẫn cho những người mất phương hướng. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah trả lời, Alhamdulillah, câu nói này mặc dù được nói bởi một nhóm học giả sau này như Abu Muhammad bin Hazm, và những người khác Nhưng phần lớn các học giả đều chống lại nó Và đây là quan điểm của những học giả Và imam Salaf Al-Khattabi nói Điều này tức lời của thiên sứ Trong dua được đề cập trong cái hadith Mà khi người nói hoặc là bảo tồn Nó trong kiến thức về những điều vô hình Ở nơi ngài cho thấy rằng uh, Allah subhanahu wa ta'ala Có những cái tên mà ngài đã Lưu giữ bên mình và điều đó cho thấy rằng những gì uh, từ Hadith Allah có 99 cái tên ai ghi nhớ được chúng tức học và suy ngẫm rồi hành động theo sẽ được vào thiên đàng có nghĩa là có 99 cái tên của Ngài mà bất cứ ai mà bất cứ ai học được chúng sẽ bước vào thiên đàng điều này giống như nói tôi có một dirham mà tôi đã chuẩn bị để làm từ thiện ngay cả khi tài sản của anh ta lớn hơn thế và trong kinh Quran ở câu 180 của chương 7 Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phán cho chúng ta biết rằng Ngài có các tên gọi tốt đẹp nhất và Ngài đã ra lệnh cho chúng ta cầu nguyện Ngài bằng các tên gọi của Ngài một cách chung chung chứ Ngài không nói rằng Ngài chỉ có 99 cái tên. Và khi được hỏi về 99 tên của Allah thì Sheikh Ibn Al-Saymin đã trả lời Tên của Allah không giới hạn ở một số lượng nhất định Bằng chứng cho điều đó là những lời của Nabi trong Hadith Sahih Lạy Allah bề tôi là tôi tớ của Ngài, con của tôi tớ của Ngài, con của người hầu gái của Ngài Chùm tóc trên trán của bề tôi ở trong tay Ngài Những gì xảy ra cho bề tôi đều là định đoạt của Ngài Và những gì Ngài an bài cho bề tôi đều là công lý của Ngài với mọi tên gọi mà Ngài đã đặt tên cho chính mình hoặc đã dạy nó cho bất kỳ tạo vật nào của Ngài hoặc tiết lộ nó trong kinh sách của Ngài hoặc bảo tồn nó trong kiến thức về những điều vô hình ở nơi Ngài. Những gì Allah đã bảo thì tất cả những cái đó những gì Allah đã bảo tồn nó đã bảo tồn nó trong kiến thức thành những điều vô hình ở nơi Ngài không thể được biết và những gì không được biết là không có giới hạn liên quan đến những lời của Nabi khi người nói Allah có 99 cái tên, tức là 100 trừ 1 và ai biết chúng sẽ vào thiên đàng. Không có nghĩa là Allah không có bất kỳ tên nào ngoài những tên này, mà nó có nghĩa là bất cứ ai học 99 tên này của Ngài sẽ vào thiên đàng. Điều này giống như là khi người Ả Rập nói tôi có 100 con ngựa mà tôi đã chuẩn bị cho cuộc chiến vì con đường của Allah, không có nghĩa là người nói cái người nói đó chỉ có 100 con ngựa này mà thôi mà thực ra người đó muốn nói rằng 100 con này được chuẩn bị cho mục đích đó. Thì đó là hết lời của uh, Imam Ibn uh. Usaymin. Còn về hadith uh, do Tirmidhi ghi lại đã liệt kê ra 99 tên gọi cụ thể của Allah để được phổ biến rộng rãi trong thế giới một người Muslim. Thì đây là cái một đây là một cái hadith yếu.

الباسط الخافض الرافع المؤذ المذل السامع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحاكم الحكيم الودود الماجد البائث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المخشي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الأحد الصمد القدير المقتدر المتقدم المتأخر الأول والآخر الظاهر الباطن الوالي الوالي المتعال البر البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك الملح، ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد والصبور ده هو ال 99 cái tên mà được đề cập trong cái hadith của uh, hadith do tiếp mà gì ghi lại nhưng hadith này là hadith yếu và dĩ nhiên ngoài chính, chính cái tên này thì còn có có nhiều tên gọi khác của Allah Subhanahu wa Taala được đề cập trong cái nhiều hadith sahih khác cũng như là trong Quran chẳng hạn như uh, Subuh al quddus as Shafi Rabb al Alamin Malik Yawmiddin Khairul Ghafirin Mukallib al Mukallib al Qulub Ar-Rahman Ar-Rahimin Jamiun <laughs> Thì tóm lại, những cái tên đẹp đẽ của Allah Subhanahu wa ta'ala không giới hạn trong con số 99 như nhiều người Muslim đã ngộ nhận, đặc biệt là 99 cái tên được đề cập trong hadith do Tiết di kỳ làm chúng ta vừa nghe, mà các tên gọi của Allah nhiều hơn con số đó như đã được trình bày. Và đây chính là những bằng chứng giáo lý mà đại đa số học giả nói rằng các tên đẹp nhất những cái tên đẹp nhất của Allah Subhanahu wa Ta'ala không giới hạn ở 99 cái tên như đã được đề cập ở một số hadith. Và đây là học thuyết giáo lý của trường phái của trường phái Ahlussunnah và Jama'ah. Sau đây là phần giải thích ngắn gọn về một số tên gọi tốt đẹp của Allah. Mong rằng người Muslim chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về Thượng Đế toàn năng của chúng ta để chúng ta có thể thờ phượng Ngài và hướng hướng về Ngài một cách đúng đắn nhất và tốt nhất. Đầu tiên đó là tên gọi của Ngài Allah Allah có nghĩa là thượng đế đứng toàn năng, đứng tối cao, ngài là đứng duy nhất xứng đáng được thờ phượng. Ar Rahman, Ar Rahman có nghĩa là đứng độ lượng. Allah ban phát à, bổng lộc và sức khỏe cho những ai dâng lời ngài và cả những kẻ không dâng lời ngài trong cuộc sống thế gian này. Chúng ta thấy người Muslim và những người không phải Muslim, người ngoan đạo và những người không ngoan đạo đều được Allah ban bổng lộc, sức khỏe và những điều tốt đẹp của thế gian này những kẻ vô đức tin bất tuân vẫn được Allah ban cho bổng lọc sức khỏe và những điều tốt đẹp trong thế giới này thậm chí đôi khi chúng ta thấy rằng Allah ban cho họ còn nhiều hơn những người có đức tin và dâng lời ngài sở dĩ như vậy là vì Allah subhanahu wa taala là Ar Rahman tức là đứng đầu lượng Ar Rahim Ar Rahim có nghĩa là đấng khoan dung đứng nhân từ vào đời sau Allah Subhanahu wa Taala sẽ chỉ khoan dung đối với những ai có đức tin và dâng lời ngài hai đại danh Ar-Rahman và Ar-Rahim là hai đại danh bất bắt nguồn từ một thuộc tính đó là Rahma Rahma của Allah tức là lòng thương xót và nhân từ của Allah Subhanahu wa Taala vì vậy Ar-Rahman và Ar-Rahim điều thể hiện lòng thương xót và nhân từ của Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuy nhiên, Ar-Rahman thể hiện lòng thương xót và nhân từ của Allah đối với toàn bộ chúng sinh trong thế giới trần tục này. Còn Ar-Rahim thể hiện lòng thương xót và nhân từ của Allah chỉ đối với những người có đức tin và vâng lời Ngài ở thế giới ở thế giới này và cả đời sau. Malik Al-Malik, Al-Malik có nghĩa là Um, Al Malik có nghĩa là đức vua của ngài phán xét, tức ngài toàn quyền trong cái ngày hôm đó. Al Quddus một trong các tên của Allah, Al Quddus có nghĩa là đấng linh thiêng, đấng trong sạch, tức đấng được ca ngợi, được tôn cao khỏi mọi uh, mọi thứ không phù hợp với ngài. Allah là đấng As-Salam. Tên của ngài, một trong những tên gọi của ngài là As-Salam. As-Salam có nghĩa là đấng bằng an. Đức không có gì có thể hại được Ngài và mọi sự bình an đều đến từ nơi Ngài và chính Ngài ban sự bình an cho tất cả chúng sinh. Al-Mu'min Một trong các tên gọi của Ngài đó là Al-Mu'min có nghĩa là đấng ban cho Đức tin sự yên bình trong trái tim của đám bề tôi của Ngài. Al-Muhaymin al muhaymin có nghĩa là đấng ban sự an ninh và trật tự đó là ngài giám sát bảo tồn ban phát ngăn chặn và chi phối công việc của toàn vũ trụ al aziz al aziz có nghĩa là đấng quyền năng hay là đấng toàn năng al jabbar al -jabbar có nghĩa là đấng không cưỡng lại được khi ngài quyết định uh, hoặc hành động thì không ai vật gì trong tạo vật của ngài có thể cưỡng lại được mọi vật đều phải khuất phục và tuân theo quy luật của Ngài. Al-Mutakabir, Allah là đấng Al-Mutakabir, tên một trong những tên gọi của Ngài là Al-Mutakabir, có nghĩa là đấng tự hào. Allah tự hào về sự tối cao, vĩ đại và quyền lực của mình. Ngài không phục tùng, Ngài không phục tùng và dạng vật phải phục tùng Ngài. Vì vậy, ai không phục tùng Ngài thì đó là kẻ tự cao, tự đại và kiêu ngạo. Al-Khaliq. Al-Khaliq có nghĩa là đấng tạo hóa, Vũ trụ và dạng vật đều là tạo vật của Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Bari. Al-Bari có nghĩa là đứng khởi sự. Mọi sự sống, mọi sự tồn tại của dạng vật và vũ trụ đều do Allah tạo ra từ hư không. Ngài là bắt nguồn của mọi thứ. Al-Musawwir. Al-Musawwir. Al-Musawwir à, có nghĩa là đứng ban hình thể mọi hình thể và dạng thức của dạng vật đều do chính một mình Allah Subhanahu wa ta, là thiết kế và uh, sáng tạo và thiết kế. Al-Ghaffar, Al-Ghaffar có nghĩa là đấng hàng tha thứ. Allah sẽ tha thứ tội lỗi cho những ai quay về với Ngài. Al-Qahar, Al-Qahar có nghĩa là đấng được khuất phục, đấng luôn thống trị. Vũ trụ và dạng vật đều phải khuất phục Allah và tất cả đều nằm trong sự thống trị và chi phối của Ngài. Al-Wahhab Al-Wahhab có nghĩa là đấng ban phát Đấng ban tặng Allah luôn ban phát và ban tặng cho con người Ngay cả khi họ không hỏi sinh Ngài Hoặc ngay cả khi họ không dâng lời Ngài Al-Razak Al-Razak có nghĩa là đấng cung dưỡng Đấng ban bổng lộc. Mọi bổng lộc của con người và mọi sinh vật Đều do Allah subhanahu wa ta'ala ban cấp Chính Ngài nuôi dưỡng tất cả Al-Fattah al fattah có nghĩa là đấng thẩm phán, đấng phân xử như trong lời phán của Allah. Lạy Thượng Đế của bề tôi xin Ngài hãy phân xử giữa bề tôi và đám dân của bề tôi bằng công lý. Bởi Ngài là đấng phân xử ưu việt nhất. Quran chương 7 câu 89. Và à, đứng mở đường, nó còn mang nghĩa là đứng mở đường như trong lời phán của Allah. Nuốt cầu nguyện lạy Thượng Đế của bề tôi, đám dân của bề tôi đã phủ nhận bề tôi xin Ngài mở lối giữa bề tôi cho họ giữa bề tôi và họ. Xin Ngài giải cứu bề tôi và những người có đức tin đã đi theo bề tôi. Quran hai uh, chương 26 từ một câu, uh, câu 117 và câu 118. Al-Alim Al-Alim có nghĩa là đấng biết tất cả, đấng toàn tri. Kiến thức của Allah bao quát tất cả mọi thứ. Ngài biết những điều hữu hình và vô hình. Ngài biết những gì đã, đang và sẽ xảy ra. Ngài thông toàn tất cả mọi thứ. Không có gì có thể che giấu được Ngài. Al-Qabid Al-Qabid có nghĩa là đấng thu hẹp bỏng lọc như trong lời phán của Allah. Allah quả thật Allah muốn thu hẹp hoặc nới rộng bỏng lọc là tùy ý Ngài. Quran uh, chương 2 câu 245. Al-Basid Al-Basid có nghĩa là đấng nới rộng bỏng lọc. as samir Al-Samir có nghĩa là đấng hằng nghe. Allah nghe thấy mọi thứ. Không có âm thanh nào có thể che giấu được Ngài. Al-Basir Al-Basir có nghĩa là đấng hàng thấy. Allah nhìn thấy tất cả mọi thứ, không có bất cứ thứ gì trong tạo vật của Ngài, nằm ngoài tầm nhìn của Ngài. Subhanahu wa ta'ala. Al-Hakam. -ha -al Al-Hakam có nghĩa là đấng thẩm phán, đấng ban hành và quy định công lý. Al-Adlu. Al-Adlu có nghĩa là đấng công bằng, Ngài không bất công với bất cứ tạo vật nào của Ngài. al Al-Latif. Al-Latif có nghĩa là đứng tinh tế. Al-Khabir có nghĩa là đứng thông toàn. Al-Halim có nghĩa là đứng hàng triệu đựng. Al-Azim có nghĩa là đứng vĩ đại. Allah vĩ đại về mọi thứ, vĩ đại về bản chất, tên tuổi, thuộc tính của Ngài, vĩ đại về lòng thương xót của Ngài, vĩ đại về quyền năng của Ngài, vĩ đại về sự khôn ngoan của Ngài, vĩ đại về quyền năng và niềm tự hào của Ngài, vĩ đại về món quà và sự ban cho của Ngài, vĩ đại về kinh nghiệm và lòng nhân từ của Ngài, vĩ đại trong sự công chính và nhân từ của Ngài, vĩ đại trong vinh quang công lý và ca ngợi của Ngài. Ngài là đứng vĩ đại tuyệt đối, không ai bằng Ngài và không vĩ nhân nào có thể so sánh với Ngài. Ngài là Al-Azim. Al-Ghafur Al-Ghafur có nghĩa là đấng tha thứ Al-Ashakur um... al, -shakur. al -shakur có nghĩa là đấng cảm kích Ngài ca ngợi một vài việc làm của những người bề tôi và nhân thêm phần thưởng cho họ Al-Ali Al-Ali có nghĩa là đấng tối cao Al-Kabir Al-Kabir có nghĩa là đấng vĩ đại, đấng uy phong Đứng sở hữu niềm tự hào về các thuộc tính và hành động của Ngài vì vậy ngài không cần bất cứ thứ gì và không có gì làm ngài bất lực không có cái gì giống như ngài al-hafiz al-hafiz có nghĩa là đứng bảo vệ đứng lưu giữ và có nghĩa là đứng ghi nhớ siêu việt ngài là đứng mà không có bất cứ thứ gì nằm ngoài sự ghi nhớ của ngài ngài không quên bất cứ điều gì ngay cả trọng lượng của một nguyên tử al-mukit al muqit có nghĩa là đứng duy trì, đứng bảo tồn sự sống. Ngài cung cấp các loại lương thực cho các tạo vật của Ngài. Al-Hasib al có nghĩa là đứng đầy đủ cho các tôi tớ. Một mình Ngài đã đủ cho các tôi tớ trong cậy. Al-Jalil al có nghĩa là đứng tối cao tuyệt đối mang tất cả các thuộc tính hoàn hảo. Ngài không có bất cứ khuyết điểm nào. Al-Karim có nghĩa là Al Karim có nghĩa là đứng quảng đại, đứng hào phóng, đứng rộng lượng, Ngài là đứng tốt lành, dư dật, đứng ban phát, sự ban cho của Ngài không bao giờ cạn kiệt, và Ngài là đứng hội tụ tất cả những điều tốt lành, danh dự và đức hạnh, Ngài xứng đáng được ca ngợi vì những hành động ban bố của Ngài. Ar Raqib al raqib có nghĩa là đứng quan sát và theo dõi. Allah quan sát theo dõi tình trạng của đám bề tôi của Ngài. Ngài biết rõ những câu nói và những việc làm của họ và không có bất cứ thứ gì nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngài. Al-Mujib Al-Mujib có nghĩa là đứng đáp lại lời cầu sinh của những ai cầu sinh Ngài. Al-Wasir 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 al có nghĩa là đứng có nguồn gốc có có nguồn sống bao trùm tất cả những gì ngài đã tạo và lòng thương xót của ngài bao trùm mọi thứ, bao quát mọi thứ. Al Hakim có nghĩa là đấng đúng đắn và tinh tế trong kế hoạch của ngài, trong sự đánh giá của ngài, ngài là chuyên gia về sự thật của các vấn đề, ngài toàn tri và thông thái trong mệnh lệnh của ngài. Vì vậy, tất cả sự tạo hóa và mệnh lệnh của ngài đều tốt lành, khôn ngoan và công bằng. Al Wadud Al-Wadud có nghĩa là đấng tràn đầy tình yêu thương, Ngài hết mực yêu thương các tôi tớ của Ngài, đặc biệt đối với các wali tức là những người có đức tin ngoan đạo của Ngài. Al-Majid, Al-Majid có nghĩa là đấng vinh quang, đấng đáng kính nhất. Allah được Tôn vinh bởi hành động của ngài, sự sáng tạo vĩ đại của ngài, đã tôn vinh ngài, sự rộng lượng bao la, sự dư dật của lòng tốt và sự trường tồn của ngài đã tôn vinh ngài. Ngài đáng được tôn vinh vì lòng nhân từ dồi dào, sự ban phát và sự công bình vĩ đại của ngài. Ash Shahid al shahid có nghĩa là đấng làm chứng cho tất cả và mãi mãi. Ngài luôn hiện diện và không có gì nằm ngoài sự chứng giám của Ngài. Ngài biết mọi thứ, mọi sự vật và mọi sự việc một cách chi tiết. Al-Haqq Al, -Hakqa. al -Hakqa có nghĩa là đấng chân lý. Ngài thiết lập sự thật bằng lời nói của Ngài và hỗ trợ những qua của Ngài. Và việc Ngài đáng được tôn thờ là chân lý, là sự thật. Al-Wakil Al-Wakil có nghĩa là đấng được phó thác, đấng xử lý công việc, đấng bảo hộ, ngài phụ trách công việc của tạo vật. Vì vậy, ai trông cậy vào ngài thì ngài sẽ lo liệu cho người đó và một mình ngài đã đủ cho y. Và ai tin cậy và phó thác cho ngài thì ngài sẽ làm cho người đó giàu có và hài lòng. Al-Qawi. Al có nghĩa là đấng hùng mạnh, đấng toàn năng, đấng toàn lực. Sức mạnh của ngài là vô biên, toàn diện và hoàn hảo tuyệt đối không có sức mạnh nào có thể cưỡng lại được sức mạnh của ngài al matin al matin có nghĩa là đấng vững chắc đấng mạnh mẽ ngài không cần binh lính hay bất cứ thứ gì bản thân ngài đủ lực đủ sức mạnh một cách siêu việt của riêng ngài al wali al wali có nghĩa là đấng bảo vệ ngài hỗ trợ những ai tuân lệnh ngài chăm sóc mọi vụ việc của các sinh vật và bảo vệ chúng al hamid Al-Hamid có nghĩa là đấng đáng được ca ngợi và tán dương. Mọi lời khen ngợi và tán dương tốt đẹp đều thuộc về Ngài. Al-Muhji al, al có nghĩa là đấng tạo ra sự sống và ban sự sống cho bất cứ ai Ngài muốn. Al-Hay al hay có nghĩa là đấng hằng sống, đấng bất diệt, Ngài là đấng vĩnh cửu. Al-Qayyum Al-Qayyum có nghĩa là đứng tự cung cấp, đứng tự cung tự cấp, độc lập với những gì khác ngoài Ngài và Ngài quản lý các công việc sáng tạo của Ngài và duy trì chúng. Al-Wajid, Al-Wajid có nghĩa là đứng duy, duy nhất về bản chất, sự thuần khiết, sự tối cao, sự vĩ đại, sự hoàn hảo, sự ưu việt và hành động. Không ai, vật gì trong tạo vật của Ngài có thể sánh với Ngài. as somad có nghĩa là đứng... À, tự hữu ngài không cần ai vật gì trong tạo vật của ngài nhưng tất cả đều cần ngài <laughs> al qadir có nghĩa là đứng <laughs> có nghĩa là đứng có khả năng tạo ra dạng vật từ cái không và biến mọi thứ tự thành hư vô theo sự thông thái và ý muốn của ngài al qadir <laughs> al qadir có nghĩa là đấng quyền năng ngài toàn năng trên tất cả mọi thứ À, không có điều gì có thể làm khó ngài, không quyền lực và sức mạnh nào có thể cản trở ngài, ngài không bất lực trước bất cứ điều gì. <laughs> Al Muqtadir. Al Muqtadir có nghĩa là đấng có thể cải tạo các sinh vật theo cách mà không ai khác có thể làm được. Al Muqaddim. Al Muqaddim có nghĩa là đấng đẩy mọi thứ đi lên phía trước và đặt chúng vào đúng vị trí của chúng al muakhir có nghĩa là đứng đẩy lùi mọi thứ và đặt chúng vào đúng vị trí của chúng. Sự đẩy lùi của Ngài dành cho bất cứ ai Ngài muốn. Al awwal, al có nghĩa là đứng đầu tiên, đứng mà không có bất đứng mà không có bất cứ thứ gì tồn tại trước Ngài. Như vậy, Ngài là đứng đầu tiên trong sự tồn tại, không có gì tồn tại trước Ngài. Al akhir có nghĩa là đứng sau cùng. Al akhir có nghĩa là đứng sau cùng, Ngài còn lại sau khi mọi vật mọi tạo vật của Ngài bị quỷ diệt. Vào ngày tận thế, Ngài quỷ diệt toàn bộ tạo vật của Ngài. Lúc đó sẽ không có bất cứ sự tồn tại nào ngoại trừ sự tồn tại duy nhất của Ngài. Azohir. Azohir có nghĩa là đấng xuất hiện bên trên tất cả mọi thứ. Ngài tồn tại rõ ràng thông qua vô số bằng chứng và các dấu hiệu của Ngài. al -Batin. Al-Batin có nghĩa là đấng biết mọi thứ ẩn giấu và Ngài ở gần chúng ta hơn, ở gần chúng ta hơn tĩnh mạch cổ của chúng ta. Al-Mutaal, Al-Mutaal có nghĩa là đấng tự tôn, sự tối cao và uy nghiêm của Ngài vượt xa khỏi sự dối trá của những kẻ vu khống và những lời thì thầm của những kẻ hoang mang. Al-Bar Albert có nghĩa là đứng thông cảm với các tôi tớ của Ngài thông qua sự công bình và nhân từ của Ngài. Và Ngài ban cho những ai cầu xin Ngài và Ngài trung thực trong những gì Ngài đã hứa. At-tawab at, at có nghĩa là đấng hướng dẫn đám bề tôi của Ngài ăn năn và Ngài chấp nhận sự ăn năn của họ và tha thứ tội lỗi cho họ. Al-Muntakim al, -kim. al -kim có nghĩa là đấng trừng trị nghiêm khắc Nhà nhà kẻ bất tuân ngài. Sau những lời hướng dẫn và cảnh báo họ. Al afu, al afu có nghĩa là đấng xí xóa và bỏ qua tội lỗi. Ar-Rauf Ar có nghĩa là đấng cảm thông với những bề tôi phạm tội, biết ăn năn sám hối, là đấng nghiêm túc với lòng uh, lòng tốt của mình và với sự cảm thông, ngài che đậy tội lỗi, ngài che đậy lỗi lầm và sai sót và sau đó tha thứ cho họ. Malik, Malikul, uh, Malikul Mulk. Malikul Mulk có nghĩa là chủ nhân của dương quyền và sự thống trị. Ngài là Ngài Allah định đoạt theo ý muốn của Ngài. Không có sự ngăn cản nào đối với sự cai trị của Ngài. Và không ai không tuân theo mệnh lệnh của Ngài. Zul Jalali wal Ikram. Dhul Jalali Ikram có nghĩa là đấng duy nhất có các thuộc tính tối cao, uy nghiêm, hoàn hảo và vĩ đại. Al-Jamia. Al-Jamia có nghĩa là đấng tập hợp, hay là đấng triều tập tất cả những điều hoàn hảo về bản chất, mô tả và hành động. Ngài tập hợp những tạo vật giống nhau và khác biệt, đồng thời tập hợp những người đầu tiên cho đến những người cuối cùng lại với nhau. Al-Ghani, uh, Al Al-Ghani có nghĩa là đấng miễn cần. Ngài không cần bất cứ điều gì, không cần đến mọi thứ khác ngoài Ngài. Al-Mu'ti, Al-Mu'ti có nghĩa là đứng ban cho. Al-Nur, Al-Nur có nghĩa là ánh sáng. Ngài là ánh sáng dẫn đường, Ngài hướng dẫn bất cứ ai Ngài muốn. Al-Hadi. Al-Hadi có nghĩa là đấng hướng dẫn. Ngài chỉ tạo uh, ngài chỉ cho tạo vật con đường chân lý bằng lời phán của Ngài. Hướng dẫn các tâm hồn hiểu biết về Ngài và các linh hồn dân phục Ngài. Al-Badi. al, -badir. al -badir có nghĩa là đấng mà không ai vật gì ngoài Ngài có thể so sánh với Ngài. Các thuộc tính của Ngài, những những phán quyết của Ngài, những công việc và hành động của Ngài là là có 102 độc nhất vô nhị thì đó là những tên gọi đó là những tên gọi tốt đẹp của Allah Subhanahu wa Taala được đề cập trong Quran cũng như là trong trong Sunnah của Thiền sứ Sallallahu alaihi wasallam thông qua các hadith xác thực các hadith sahih và được giới học giả Islam đồng thuận thì ngoài những tên gọi mà chúng ta vừa nghe uh, vừa nêu thì còn những tên gọi khác của Allah mà những người Muslim biết đến và cho rằng chúng nằm trong 99 tên gọi của Allah nhưng không được Quran hay Sunnah xác thực đề cập cũng như là chưa được sự đồng thuận và thống nhất của giới học và ulama và những tên gọi này bao gồm. Thứ nhất đó là Al-Khafid. Al-Khafid có nghĩa là đấng hạ thấp. Ngài hạ thấp những người những kẻ vô đức tin và không dâng lời Ngài bằng việc khiến họ lánh xa Ngài. Ar-Rafi Arafia có nghĩa là đứng nâng cao. Allah nâng cao những ai, những ai Ngài yêu thương bằng việc khiến họ đến gần với Ngài. Al Muiz, Al -Mu có nghĩa là đứng ban cho vinh dự, sự cao quý và vinh dự của ai đó đều do Allah ban cho. Ngài ban vinh dự và sự cao quý cho ai là tùy ý Ngài. Ai mà Ngài cho vinh dự và sự cao quý thì không có bất cứ quyền lực nào có thể tước lấy. Al Muzil, Al Muzil có nghĩa là đứng à, làm nhục, đứng hạ bệ đứng ngài hạ nhục và hạ bệ những kẻ bất tuân và nghịch lại ngài al ba is al ba is có nghĩa là đứng phục sinh tạo vật vào ngày phục sinh đứng cử phái các sứ giả của ngài đến với đám bề tôi của ngài và là đứng gửi sự phù hộ đến cho đám bề tôi của ngài al muhsi al muhsi có nghĩa là đứng tính toán mọi thứ bằng kiến thức của ngài ngài không bỏ sót bất cứ điều gì trong một thời khắc nào al mubdi al đi có nghĩa là đấng đã tạo ra mọi thứ và sự sáng tạo và sáng tạo ra chúng chưa có từng chưa từng có tiền lệ al muid có nghĩa là đấng làm cho tạo vật à, đứng làm cho tạo vật sau sự sống trở lại cái chết trên thế giới này và sau cái chết trở lại sự sống vào ngày phục sinh al al muid Al Mumit có nghĩa là đứng định đoạt cái chết và không ai việc gì ngoài ngài có quyền năng ngài, có quyền năng này. Ngài định cái chết cho đám bề tôi của ngài bất cứ khi nào và bằng cách nào ngài muốn. Al Wajid, Al -wajid có nghĩa là đứng không, đứng không, đứng mà không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản ngài hoặc làm cho ngài bất lực. Mỗi khi ngài muốn và hành động, ngài luôn tìm thấy mọi thứ ngài yêu cầu, ngài luôn tìm thấy mọi, ngài luôn đạt được mọi thứ ngài muốn. Al Majid Al-Majid có nghĩa là đấng có sự hoàn hảo vô tận và vinh quang tuyệt đối trong thuộc tính bản chất và hành động của Ngài đối xử với trong hành động Ngài đối xử với những người bề tôi hết sức hào phóng và nhân từ Al-Wali Al-Wali có nghĩa là đấng chi phối và định đoạt mọi thứ bằng ý chí và trí tuệ của Ngài mọi thứ đều vận hành và hoạt động theo mệnh lệnh và phán quyết của Ngài mà Ngài đã quy định cho chúng Al-Muqsid Al-Muqsid có nghĩa là đấng công bằng trong phán quyết, ngài lấy công lý uh, ngài ngài lấy công lý cho kẻ bị áp bức từ kẻ áp bức. Al-Mughni, Al-Mughni có nghĩa là đấng không cần bất cứ thứ gì khác ngoài ngài. Al-Mani', Al-Mani' có nghĩa là đấng không đấng không cho bất kỳ ai mà ngài muốn. Đó là um, Al-Mani' có nghĩa là đấng không cho bất kỳ ai mà ngài muốn để kiểm tra và bảo vệ Ador, Ad Ador có nghĩa là đứng định sẵn điều hại cho bất cứ ai và và như thế nào ngài muốn tất cả đều theo sự ngoan khôn ngoan và thông thái của ngài. Anafia, Anafia có nghĩa là đứng định sẵn sự tốt lành cho bất cứ ai và như thế nào ngài muốn tất cả theo sự khôn ngoan và thông thái của ngài. Albaqi, Albaqi có nghĩa là đứng còn mãi sự tồn tại của ngài là vĩnh cửu không có sự kết thúc. Alwaris, al waris có nghĩa là đấng thừa hưởng mọi thứ. Al-Rashid. Al-Rashid có nghĩa là đấng làm cho ai đó hạnh phúc mà Ngài muốn bằng sự hướng dẫn của Ngài. Và làm cho ai đó đau khổ bằng cách để họ lánh xa Ngài. Al-Sabur. Al-Sabur có nghĩa là đấng kiên nhẫn, không dội vàng, trừng trị cái bất tuân. Mà thay vào đó là sự tha thứ và trì quản. Và Ngài không dội vàng hành động trước thời điểm. Như vậy, khi... Uh, khi chúng ta dua cầu xin Allah Subhanahu wa taala, người muslim hãy biết rằng họ không được yêu cầu chỉ giới hạn trong 99 tên của Allah như đã được phổ biến rộng rãi. Và đây là một sự ngộ nhận mà người mà mỗi người muslim cần điều chỉnh lại bởi vì qua sự trình bày À, mà chúng ta vừa nghe chúng ta đều thấy rõ Allah Subhanahu wa taala có nhiều hơn 99 tên gọi mà mọi người muslim trước giờ đều lầm tưởng và trong những lời dua của thiên sứ được thuộc lại trong các hài đích xác thực thì thiên sứ của Allah lâm đã gọi Allah bằng những tên gọi ngoài 99 tên gọi đó chẳng hạn như uh, thiên sứ của Allah sallam đã có đã gọi Allah trong các lời dua của người uh, như as -Subbuh có nghĩa là đứng vinh quang, đứng dinh hiển. As shafi có nghĩa là đứng điều trị mọi bệnh tật, tức là đứng làm cho làm chữa lành bệnh, mọi căn bệnh. Al muqallibul Qulub có nghĩa là đứng lực trở trái tim. Ar-Rahimur có nghĩa là đứng thương xót về nhân từ Khayrul a khairul ghafirin có nghĩa là đứng tha thứ tốt nhất rabbul <laughs> alamin có nghĩa là đứng chủ tể thượng đế của vũ trụ và dạng vật maliki yawmiddin có nghĩa là maliki yawmiddin maliku yawmiddin có nghĩa là đứng toàn quyền hay đứng thưởng phạt vào ngày thưởng phạt ahsul ahsanul khaliqin có nghĩa là đứng tạo hóa tốt nhất jamiun nasi liyawmin la raiba có nghĩa là đứng triệu tập nhân loại vào ngày không có gì phải hoài nghi về việc nó sẽ diễn ra. Thì đó là một ít nội dung liên quan đến các tên gọi tốt đẹp của Allah Subhanahu wa ta'ala, thượng đế của vũ trụ và dạng vật. Cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala hướng dẫn và soi sáng những người Muslim đang cố gắng tìm cách đến gần bên Ngài. Cầu xin Allah ban thêm cho họ kiến thức đúng đắn về hữu ích từ Quran và kinh sách của Ngài à, từ từ Quran và kinh tức kinh sách của ngài và từ Sunnah tức đường lối hay truyền thống của thiền sứ Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bởi vì đó là hai phương tiện tốt nhất giúp cho người Muslim đến với ngài một cách an toàn nhất. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.